Chương trình ngày mới kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị luôn đồng hành cùng chúng tôi trước khi khởi đầu công việc cũng như cuộc sống mỗi ngày. Trước khi bắt đầu chương trình, chúc quý vị có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Thưa quý vị, sau 3 năm thực hiện nghị quyết số 03/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ, kết quả tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đạt được là đáng ghi nhận. Song để duy trì và phát huy kết quả này, Bà Rịa Vũng Tàu còn nhiều việc phải làm. Đây là nội dung gõ cửa ngày mới của chương trình thời sự sáng nay. Ở phần cuối chương trình, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một phần mềm được dùng để thiết kế và hoàn chỉnh các sản phẩm công nghệ đang được một cựu sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu phát triển và chuyển giao tại các trường cao đẳng và trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh. Còn bây giờ, chương trình ngày mới sẽ bắt đầu với những thông tin được ghi nhận trong 24 giờ qua. Tiếp tục hội nghị triển khai nghị quyết lần thứ 13 của Đảng. Tái cấp vốn cho các ngân hàng để Vietnam Airlines dây. Sáu giải pháp phòng ngừa bạo lực học đường. Thử nghiệm nộp phạt qua mã số định danh. Ra mắt trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn văn hóa tôn giáo. Bà Rịa Vũng Tàu thay đổi cách tính điểm tuyển sinh lớp 10. Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu mở rộng quan hệ đối tác với doanh nghiệp. Thưa quý vị, tiếp tục hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Chiều hôm qua, các đại biểu đã nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang truyền đạt chuyên đề những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cũng trực tiếp truyền đạt chuyên đề những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia cho cán bộ đảng viên cả nước. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh, quốc phòng là công cụ giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, bảo vệ đất nước, giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy, sẵn sàng đánh thắng mọi hình thái chiến tranh xâm lược nếu xảy ra. Thượng tướng Phan Văn Giang nêu rõ, những nhận thức và tư duy mới về quốc phòng, bảo vệ tổ quốc trong văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng là chủ trương lớn, đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược, là kết quả của việc tổng kết sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng về củng cố quốc phòng bảo vệ tổ quốc. Tiếp đó, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt chuyên đề những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia với hai phần chính, những điểm mới trong nhận thức, tư duy về an ninh quốc gia, những vấn đề mới về chủ trương giải pháp trong bảo vệ an ninh quốc gia. Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về các văn kiện trình đại hội lần thứ 13 lần đầu tiên xác định an ninh con người, bảo vệ an ninh con người, đặt nhân tố con người, an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động. Bảo vệ an ninh con người vừa là mục tiêu phấn đấu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định chính trị xã hội và xây dựng phát triển đất nước, trường tồn, thịnh vượng. Những thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ và các bộ ngành trung ương sẽ được chuyển tải tiếp theo trong vòng quay 24 giờ. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về việc Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng để cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines, dây bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước thực hiện tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm trên cơ sở đề nghị của tổ chức tín dụng để cho Vietnam Airlines vay. Tổng số tiền giải ngân cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng tối đa là 4.000 tỷ đồng. Quyết định nêu rõ thời hạn tái cấp vốn theo đề nghị của tổ chức tín dụng tối đa bằng thời hạn của khoản cho vay của tổ chức tín dụng theo nghị quyết và không vượt quá 364 ngày. Khoản tái cấp vốn được tự động gia hạn 2 lần, thời gian gia hạn mỗi lần bằng thời hạn tái cấp vốn, tổng thời gian không quá 3 năm. Tại quyết định số 5069/2020, Bộ Y tế đã ban hành tạm thời quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục và quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 tới. Theo quyết định số 5609 của Bộ Y tế, các bước khám giám định pháp y đối với trẻ bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục gồm: Bước 1, tiếp nhận hồ sơ, phân công giám định. Bước 2, khám giám định gồm làm việc với cán bộ cơ quan trung cầu,
tiếp xúc người được giám định, gia đình, người giám hộ, khám tổng quát, khám bộ phận sinh dục, khám hậu môn, trực tràng, khám miệng, hầu họng, khám các bộ phận khác trên cơ thể, khám chuyên khoa và các xét nghiệm cần thiết, nghiên cứu vật chứng hoặc thực nghiệm nếu có, bàn giao đối tượng giám định, tổng hợp, đánh giá kết quả. Bước 3, hoàn thành trả kết quả giám định. Trước hiện tượng bùng phát bạo lực học đường hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã thực hiện 6 giải pháp để phòng ngừa và đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường. Trong đó, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng chống bạo lực học đường cho học sinh. Ngăn chặn bạo lực học đường, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường phát triển các câu lạc bộ phù hợp với năng khiếu, sở thích, điều kiện và lứa tuổi học sinh, tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý giáo dục học sinh. Cuối cùng, chỉ đạo tổ chức thanh tra kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo về xây dựng và đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Cục trưởng Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đang thử nghiệm nộp phạt vi phạm giao thông qua mã số định danh và bước đầu đã thành công. Mới đây, khi xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, lực lượng Cảnh sát Giao thông chỉ cần tiến hành nhập số căn cước công dân người vi phạm vào hệ thống có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau đó, hệ thống này sẽ tự động hiển thị thông tin của người vi phạm để cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt online. Còn người vi phạm có thể nộp phạt qua ngân hàng tích hợp trên cổng dịch vụ công. Điều này giúp cơ quan chức năng và người dân đều thấy thuận lợi, rút ngắn thời gian xử phạt xuống chỉ khoảng 10 phút. Tổng cục Đường bộ đề nghị dừng khai thác công trình đường bộ khi xuất hiện các yếu tố không đảm bảo an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện tốt việc bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất các công trình giao thông trước mùa mưa bão, đảm bảo an toàn, thông suốt, kiên quyết dừng khai thác nếu công trình nguy hiểm không đảm bảo. Bên cạnh đó, Tổng cục Đường bộ cũng lưu ý các đơn vị tăng cường rà soát, chấn chỉnh các đò phà tự phát không đảm bảo an toàn. Đồng thời, tuyên truyền người dân từ chối sử dụng khi thấy không an toàn, như chở quá số người, phương tiện, không có phao cứu sinh. Do nhu cầu hành khách tăng cao tại sân bay Tân Sơn Nhất, đặc biệt là tại một số thời điểm trong ngày, đại diện hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, lưu ý hành khách nên chủ động có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành dự kiến ít nhất là 2 giờ để thực hiện các thủ tục. Đại diện Vietnam Airlines cho hay hãng đã tăng cường nhân sự tại sân bay Tân Sơn Nhất để hỗ trợ hành khách. Bên cạnh đó, để không phải xếp hàng chờ đợi làm thủ tục tại sân bay, hành khách nên sử dụng các hình thức làm thủ tục tiện lợi khác, như làm thủ tục qua website của hãng hoặc qua số điện thoại tổng đài nếu đi từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc làm thủ tục trong thành phố nếu đi từ Hà Nội, Đà Nẵng. Những thông tin trong lĩnh vực văn hóa sẽ tiếp nối dòng quay 24 giờ. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn văn hóa tôn giáo và tín ngưỡng Việt Nam đã chính thức ra mắt. Trực thuộc Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, trung tâm vừa ra đời với các hoạt động đa dạng sẽ có phần bảo vệ, gìn giữ và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng, truyền thống dân tộc. Thời gian qua, hoạt động bảo tồn văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam đã gặt hái được những thành quả đáng trân trọng. Tuy nhiên, cũng đã nhiều hoạt động tự phát, thiếu sự thống nhất tại một số nơi, một số cơ sở, đã làm sai lệch giá trị vốn có của công trình, của một số di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng, truyền thống. Việc hình thành Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn văn hóa tôn giáo và tín ngưỡng Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam được xem là một trong những cánh tay nối dài, là cầu nối giữa các nhà quản lý, nhà chuyên môn, các nhà khoa học với các tổ chức, cơ sở tôn giáo, chức sắc, đồng bào các tôn giáo và tín ngưỡng truyền thống dân tộc trong nỗ lực chung tay nhằm bảo vệ, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống dân tộc trong đời sống đương đại. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản tổ chức hoạt động chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 diễn ra vào ngày 21 tháng 4. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh thành chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn căn cứ điều kiện thực tiễn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động khuyến đọc, đồng thời tổ chức tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa, tinh thần của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2021 nhằm xây dựng và phát triển văn hóa đọc của người dân trong cộng đồng. Ngoài ra, các đơn vị tổ chức truyền thông trực quan hoặc trực tuyến nhằm tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa, tinh thần của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2021. Những thông tin cập nhật về Bà Rịa Vũng Tàu sẽ khép lại vòng quay 24 giờ hôm nay. Thưa quý vị, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong nước, nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, phòng ngừa tối đa nguy cơ xâm nhập và lây nhiễm dịch bệnh tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong tình hình hiện nay,
Hôm qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh ban hành công văn hỏa tốc về việc hướng dẫn triển khai công tác giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm cho người từ vùng dịch COVID-19 trong nước về tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại công văn số 1473, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ đạo tất cả các sở ban ngành, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh triển khai đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ các tỉnh thành phố khác trở về tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong vòng 14 ngày qua phải thực hiện khai báo y tế, liên hệ y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra nếu đi về từ vùng dịch. Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở cách ly tập trung do nhà nước quản lý và các khách sạn do người được cách ly tự nguyện chi trả. Kiện toàn kích hoạt lại các tổ đội COVID cộng đồng, giám sát cách ly, theo dõi sức khỏe người dân tại cộng đồng, bảo đảm phát hiện sớm các trường hợp từ vùng dịch COVID-19 trong nước đến địa phương. Ngành công an chủ trì phối hợp với các ngành đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát các đối tượng lưu trú trên toàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, giấu bệnh, khai báo không trung thực. Cơ sở tổ chức cách ly cho người nhập cảnh trái phép, các trường hợp không thực hiện khai báo y tế hoặc khai báo y tế không đúng sự thật. Sở Giáo dục Đào tạo cho biết đã xây dựng phương án điều chỉnh hệ số tính điểm môn thi trong tuyển sinh lớp 10 và sẽ trình xin ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể, theo phương án tuyển sinh lớp 10 những năm trước đây, học sinh dự tuyển vào lớp 10 trường Trung học Phổ thông Công lập thi 3 bài thi độc lập, gồm các môn ngữ văn, toán và tiếng Anh. Trong đó, các bài thi ngữ văn, toán tính hệ số 2, tiếng Anh tính hệ số 1. Sở Giáo dục Đào tạo dự kiến đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho thay đổi theo phương án cả 3 môn thi trên có cùng hệ số. Thông tin trên được dư luận xã hội đồng tình. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc thực hiện cần có lộ trình phù hợp. Nhiều cán bộ giáo viên bày tỏ sự đồng tình với cách tính điểm tuyển sinh lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo, vì cho rằng việc tính điểm 3 môn thi ngữ văn, toán, tiếng Anh có hệ số ngang nhau là một cách thể hiện môn tiếng Anh đã chính thức được đánh giá cao, ngang bằng với 2 môn còn lại. Điều này phù hợp với xu thế hội nhập cũng như chủ trương chung của ngành giáo dục đào tạo. Trong khi đó, một số khác thì cho rằng dù cách tính điểm tuyển sinh lớp 10 được tính theo công thức nào thì sau khi hoàn tất công tác tuyển sinh, các trường trung học phổ thông cũng căn cứ kết quả 3 môn thi với hệ số 1 cùng nguyện vọng của từng học sinh để đánh giá phân loại học sinh đầu vào, nhằm giúp công tác giảng dạy ôn tập cho các em hiệu quả hơn. Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng việc thực hiện phương án này cần có lộ trình phù hợp là đầu năm học tới để các trường chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch năm học. Học sinh giáo viên cũng có thêm thời gian chuẩn bị nhằm nâng cao chất lượng dạy học và đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Bởi ở môn tiếng Anh, trình độ và mức độ đầu tư cho việc học của học sinh có sự chênh lệch lớn. Với mục tiêu tiếp tục mở rộng và phát triển hợp tác, Cục Hải quan tỉnh đã có bản ghi nhớ không chỉ với cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý làm thủ tục hải quan mà mở rộng sang cả các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, cảng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thực thi pháp luật hải quan cũng như hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan trên địa bàn tỉnh. Và tính đến thời điểm hiện tại, Cục Hải quan tỉnh đã thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển quan hệ đối tác thường xuyên với 21 tổ chức doanh nghiệp, bao gồm một chi hội, 16 doanh nghiệp xuất nhập khẩu, 2 đại lý làm thủ tục hải quan và 2 doanh nghiệp kinh doanh kho bãi cảng. Việc ký kết hợp tác doanh nghiệp hải quan đã đem lại lợi ích rất thiết thực cho doanh nghiệp. Cụ thể, nếu như trước đây, mối quan hệ giữa hải quan và cộng đồng doanh nghiệp là giữa đối tượng quản lý và đối tượng bị quản lý, nay đã chuyển sang mối quan hệ đối tác. Theo đánh giá của 21 tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, sau thời gian tham gia quan hệ đối tác thường xuyên với hải quan, doanh nghiệp được tham gia các hoạt động đối thoại, tham vấn để lắng nghe cơ quan hải quan giải đáp, tháo gỡ các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp. Cơ quan hải quan cũng cập nhật thông tin về quy định chính sách pháp luật mới đến doanh nghiệp một cách nhanh chóng, kịp thời, ngắn gọn, đúng địa chỉ. Tuy nhiên, để được tham gia ký kết chương trình hải quan doanh nghiệp phải tuân thủ thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật nhà nước. Song song đó, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử, thuế điện tử, thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu qua ngân hàng, thực hiện tốt chính sách kiểm soát nội bộ, chấp hành tốt pháp luật về kế toán kiểm toán. Theo quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Côn Đảo đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, năm 2030, huyện Côn Đảo đón 300.000 lượt khách du lịch. Tuy nhiên, lượng du khách đến Côn Đảo trong năm 2019 đã đạt gần 400.000 lượt khách. Năm 2020, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng lượt khách đến Côn Đảo cũng đạt 323.000 lượt khách.
lượng khách tăng, kéo theo nhu cầu sử dụng các dịch vụ khách sạn nhà hàng nhiều hơn, khiến hệ thống điện tại huyện đảo quá tải. Hiện nay, nguồn điện cung cấp cực đại trên địa bàn huyện Công Đảo chỉ đạt hơn 11,8 MW, nhưng công suất khả dụng chỉ đạt 9,6 MW, thiếu hụt 6,8 MW so với nhu cầu thực tế. Định hướng phương án cung cấp điện cho Công Đảo giai đoạn 2021-2025, Bộ Công Thương xác định, ngoài việc xây dựng nhà máy điện mặt trời và các dự án điện khác tại chỗ, phải xây dựng tuyến cáp ngầm từ Sóc Trăng để cấp điện cho huyện Công Đảo mới đáp ứng được nhu cầu, bảo đảm tính ổn định và tin cậy nhất. Bởi nếu sử dụng nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió, khi điều kiện thời tiết bất lợi sẽ không bảo đảm được nguồn cung. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 20 tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với phương án này. Theo đó, điện sẽ được lấy từ trạm ở Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đến Công Đảo với 3 km đường dây trên bờ, 15 km trên biển cạn và 78 km cáp ngầm, cùng với một trạm biến áp 110 kV. Tổng vốn dự kiến để thực hiện là 4.800 tỷ đồng. Tiếp tục cập nhật những thông tin đáng chú ý, chúng tôi mời quý vị cùng cập nhật những thông tin nổi bật trên các trang báo sáng nay. Điểm qua các trang báo sáng nay, thông tin liên quan đến việc thu hồi sổ hộ khẩu của Bộ Công an từ ngày 1 tháng 7 được nhiều báo đăng tải và dư luận cũng đang rất quan tâm về vấn đề này. Sự quan tâm này xuất phát từ nỗi băn khoăn của người dân. Liệu từ ngày 1 tháng 7, Bộ Công an có thu hồi tất cả sổ hộ khẩu của người dân hay không? Và việc thay đổi này sẽ ảnh hưởng như thế nào nếu người dân cần sử dụng thông tin trong sổ hộ khẩu giấy? Trả lời phóng viên báo Tuổi Trẻ, đại diện Bộ Công an cho biết, chỉ những trường hợp có thay đổi, cập nhật thông tin mới thu hồi sổ hộ khẩu đã cấp, chứ không phải thu hồi đồng loạt. Sau khi thu hồi sổ hộ khẩu, người dân đi làm thủ tục hành chính sẽ không bị ảnh hưởng gì vì mọi thông tin cá nhân đã có trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ quan chức năng sẽ sử dụng thông tin trên cơ sở dữ liệu này. Hiện Bộ Công an đang xây dựng các văn bản báo cáo với Chính phủ về việc công dân được quyền khai thác thông tin của mình từ cơ sở dữ liệu cư trú thông qua số định danh cá nhân của họ. Báo Thanh Niên đăng tải thông tin phản ánh về tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự tại chợ đêm Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Theo thông tin phản ánh, từ đầu tháng 3 năm 2021, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tạm lắng xuống, khách du lịch đến thành phố Phú Quốc ngày càng nhiều và lượng du khách tham quan chợ đêm Phú Quốc tăng vọt. Đây là tín hiệu đáng mừng cho tiểu thương. Tuy nhiên, tình hình buôn bán lấn chiếm lòng đường trước cổng chợ là tiềm ẩn những nguy cơ khó lường. Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, từ 21 giờ trở đi, hàng loạt tiểu thương từ các ngã đường kéo về khu vực trước cổng chợ đêm để bán. Thậm chí, nhiều tiểu thương còn bán dưới lòng lề đường gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho du khách. Bởi vào thời gian này, lượng xe cộ lưu thông qua khu vực này vẫn còn rất đông. Trước phản ánh của phóng viên báo Thanh Niên, đội trật tự đô thị thành phố Phú Quốc cho biết sẽ tăng ca trực để tuyên truyền, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng này. Liên quan đến bệnh nhân nữ 1536, 79 tuổi, người từng được xem là một trong những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất Việt Nam, báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, sau 70 ngày điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, bệnh nhân đã được Bộ Y tế công bố khỏi COVID-19 vào sáng ngày 27 tháng 3 và được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh để điều trị các bệnh nền theo nguyện vọng của gia đình. Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin lúc 0 giờ ngày 28 tháng 3, xe cứu thương chuyển bệnh nhân 1536 từ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đến Bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh nhân được nhập vào khoa hồi sức cấp cứu. Kết quả đánh giá ban đầu cho thấy bệnh nhân bị suy kiệt nặng, viêm phổi vẫn còn, suy hô hấp còn phụ thuộc máy thở, đàm xấu, chân mở khí quản rộng, nhiều đờm qua chân mở khí quản. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy đã đặt lại catheter lọc máu mới và tiến hành lọc máu cấp cứu cho bệnh nhân, tiếp tục điều trị nhiễm trùng, tăng cường dinh dưỡng và vật lý trị liệu. Thưa quý vị, liên quan đến 400 người tại hai xã Bình Tường, Vĩnh An của huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định bị ngộ độc, báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh thông tin, mặc dù các cơ quan y tế, công an đã vào cuộc điều tra, nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vụ ngộ độc này. Trước đó, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 3, trên địa bàn hai xã Bình Tường, Vĩnh An có 383 người mắc triệu chứng lâm sàng, đau bụng, buồn nôn, đau đầu nhẹ. Trong đó, 9 người nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn. Theo thông tin từ báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, tại nhà máy nước Bình Tường, Vĩnh An, nơi cung cấp nước sạch cho người dân hai xã Bình Tường, Vĩnh An, các ngành chức năng cũng chưa phát hiện dấu hiệu bất thường tại hệ thống cung cấp nước. Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại nhà máy này cho thấy,
các thông số vẫn trong giới hạn cho phép, do đó chưa có cơ sở xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng trên là do ngộ độc thực phẩm. Các biểu hiện chính là đau bụng, buồn nôn, đau đầu mức độ nhẹ, nhiều người cùng mắc và các triệu chứng nhưng lại khỏi nhanh. Hiện tại thì trên địa bàn hai xã không còn người có triệu chứng như trên. Thưa quý vị, sau 5 năm thực hiện nghị quyết 03/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ, đến nay tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tỉnh có thêm 77 dự án đi vào hoạt động, nâng số dự án công nghiệp trên địa bàn tỉnh lên hơn 800 dự án. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 8,47% một năm, riêng năm 2020 là tăng 8,58%. Giá trị gia tăng từ các dự án ứng dụng công nghệ cao để tạo ra sản phẩm công nghiệp chất lượng cao đạt 36,37% trên tổng giá trị sản phẩm mà các dự án đi vào hoạt động trong cả giai đoạn 2016-2020, phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của tỉnh. Với 77 dự án công nghiệp đi vào hoạt động trong giai đoạn 2016-2021, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 805 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, trong đó có 23 dự án công nghiệp chất lượng cao, 77 dự án công nghiệp hỗ trợ. Một số ngành sản xuất sản phẩm đầu vào công nghiệp như thép, nhựa, hóa chất, cơ khí được lựa chọn để trở thành ngành công nghiệp chủ lực phục vụ cho chuỗi sản xuất công nghiệp hiện đại. Đạt được kết quả trên, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn thực hiện nhất quán quan điểm phát triển công nghiệp theo chiều sâu, có chọn lọc. Đa phần dự án đầu tư trong các năm trở lại đây vào địa bàn tỉnh đều sử dụng công nghệ hiện đại, sản phẩm làm ra có chất lượng và sức cạnh tranh tốt trên thị trường. Các dự án quy mô lớn đã tạo bước đột phá trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và giá trị gia tăng nội địa của sản phẩm công nghiệp. Một số ngành hiện đang sử dụng công nghệ tiên tiến nhất trong cả nước như thép, đóng tàu, giấy, nhựa. Hyosung hiện tại đã sản xuất được những sản phẩm gần như đầu tiên có mặt tại Việt Nam như ethylene, propylene, polypropylene, với công suất bình quân đạt 25.000 tấn sản phẩm hạt nhựa một tháng. Dự án có công nghệ hiện đại, quy trình sản xuất hạt nhựa của nhà máy đều diễn ra bên trong các tháp silo, tháp tạo hạt. Các công đoạn sản xuất khác đều được điều khiển từ xa, rất ít công nhân vận hành. Hệ thống xử lý khí và chất thải cũng theo quy trình khép kín, không gây hại cho môi trường. Với hàng loạt dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, không thâm dụng lao động, thân thiện với môi trường đã và đang triển khai đầu tư. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đặt mục tiêu đến năm 2025 trở thành tỉnh kiểu mẫu về phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Tỷ trọng công nghiệp trừ dầu khí trong GRDP của tỉnh đạt 60%. Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp sử dụng công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt 70%. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp đạt bình quân từ 10% năm. Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đạt trên 70%. Ngành công nghiệp của tỉnh cũng phấn đấu tạo ra một số sản phẩm công nghiệp chế biến có sức cạnh tranh quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị trong nước và từng bước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Để các dự án sớm đi vào hoạt động, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh và cả nước, tỉnh chủ động hỗ trợ các chủ đầu tư về mọi mặt theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, những dự án được tỉnh ưu tiên nhất là tổ hợp hóa dầu miền Nam, nhà máy sản xuất PP và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng của tập đoàn Hyosung, khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, các dự án điện khí, dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn. Sự vận hành của tổ hợp hóa dầu Long Sơn sẽ mang lại sự phát triển kinh tế quan trọng đối với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng và nước Việt Nam nói chung. Ngoài ra, sự hoàn thiện của tổ hợp mang đến sự phát triển bền vững cho xã Long Sơn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tạo nên cơ hội cạnh tranh đối với ngành công nghiệp hóa dầu và công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam, thu hút cơ hội đầu tư cho tỉnh nhà, giúp tạo nên một nền kinh tế bền vững cho địa phương. Hiện tại, tỉnh đã quy hoạch phát triển mạnh ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chất lượng cao nhằm tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu. Đến nay, quy hoạch ngành công nghiệp trên địa bàn đã đáp ứng được định hướng chung của tỉnh đi trước đón đầu cho phát triển công nghiệp công nghệ cao. Thưa quý vị, trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu tạo ra các sản phẩm công nghệ không chỉ đòi hỏi và đáp ứng được các tiêu chí về tiện ích mà còn phải đảm bảo cả sự tinh xảo trong từng chi tiết. Vậy thì làm thế nào để đạt được yêu cầu đó, thậm chí là còn làm cho mẫu ban đầu hoàn hảo hơn?
Trong quá trình đi tìm câu trả lời thì Đoàn Minh Tuấn, cựu sinh viên của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu, đã có đáp án từ nhóm phần mềm Solid Edge giúp cho Tuấn hiện thực hóa ước mơ khởi nghiệp từ lĩnh vực thiết kế in ấn. Và không chỉ có vậy, Tuấn còn hướng dẫn chuyển giao kinh nghiệm của mình cho các học viên, sinh viên có cùng niềm đam mê giống với mình. Đoàn Minh Tuấn, cựu sinh viên của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu, không phải là gương mặt xa lạ với học sinh, sinh viên có chung niềm đam mê nghiên cứu sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng như cả nước. Năm 2019, Đoàn Minh Tuấn là một trong 19 gương mặt trẻ của Việt Nam tham gia kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 được tổ chức tại thành phố Kazan của Nga và lọt vào top 10 thí sinh có thành tích tốt nhất trong lĩnh vực chế tạo mẫu tại kỳ thi đặc biệt này. Không chỉ có vậy, Tuấn còn xem đây là cơ hội quý để mình tiếp cận, học hỏi những công nghệ mới từ các đội thi khác trên thế giới. Em may mắn được tham gia kỳ thi tay nghề quốc tế. Thì ở đó em được thấy, học hỏi về những về công nghệ in 3D và scan. Thì em thấy cái quy trình làm việc của họ rất là chuyên nghiệp và tạo nhiều động lực và sáng tạo cho thế hệ trẻ như em. Thì từ đó em có một cái niềm đam mê với nó và từ đó cũng nghiên cứu về nó rất là nhiều. Phần mềm Solid Edge là công cụ thiết kế mô hình hóa công nghiệp chuyên nghiệp, phục vụ thiết kế và gia công, đáp ứng các yêu cầu đa dạng, từ thiết kế bản vẽ 2D mạnh mẽ đến công cụ thiết kế 3D cao cấp. Tất cả đều được số hóa hoàn toàn, nên các sản phẩm ra đời đảm bảo độ tinh xảo chính xác đến 100%, thậm chí với sức sáng tạo của người sử dụng, bản thiết kế ra đời sau còn có khả năng hoàn hảo hơn cả bản mẫu. Nhận thấy tiện ích của phần mềm này, Tuấn đã dày công học hỏi, rồi viết thành các bài giảng dành cho các lớp học tại các trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn, hay chuyển giao cho các bạn trẻ cũng đang theo đuổi ước mơ khởi nghiệp trong lĩnh vực cơ khí, chế tạo, thiết kế, in ấn như mình. Quá trình chuyển giao ở trường trung cấp nghề Phước Lộc, thì em hướng dẫn em chuyển giao về lĩnh vực là công nghệ về cách sử dụng phần mềm. Và sau đó là em hướng dẫn là về cách để hiện thực hóa ý tưởng bằng công nghệ in 3D. Thì ở đây em cũng được rất nhiều thuận lợi là được các thầy và thầy cô đây giúp đỡ. Còn khó khăn là do công nghệ còn quá mới, thành ra là mọi người vẫn chưa thể nào hiểu rõ được nó một cách nhanh chóng. Không chỉ cho ra đời những mô hình hoàn hảo, phần mềm Solid Edge còn giúp kết xuất bản vẽ tự động, lắp ráp và mô phỏng. Vì thế khi nắm bắt phần mềm này, người thiết kế sẽ có thêm điều kiện để đa dạng hóa sự sáng tạo, cũng là có thêm cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Khi mà nhà trường tiếp cận được phần mềm Solid Edge, thì các em cảm thấy rất là thích thú về phần mềm này. Những phần mềm thiết kế 3D dễ cho công nhân mình hình dung ra chi tiết và gia công thì khó sai sót hơn. Và những chi tiết khó khi mà mình thiết kế 3D thì dễ dàng hơn. Thì mình cũng mong rằng học sinh mình tiếp cận được phần mềm này và đi ra ngoài đi làm sẽ dễ dàng trong công việc. Sau khi được thầy giới thiệu về phần mềm này, em thấy phần mềm này dễ làm và dễ hiểu, giúp cho em dễ làm được bài tập của thầy giao và làm đồ án cho sau này và giúp vẽ các hình 3D cho người gia công dễ hiểu và vẽ được các chi tiết khó. Solid Edge không chỉ giúp Đoàn Minh Tuấn nắm bắt thành công ngay trong buổi đầu khởi nghiệp, mà còn mở lối cho nhiều bạn trẻ học ngành cơ khí có chung niềm đam mê thiết kế trong thời kỳ công nghiệp 4.0. Thông tin thị trường ngày mới hôm nay sẽ cập nhật đến quý vị giá cả một số mặt hàng nông sản như là giá tiêu, giá cà phê và giá heo hơi. Mời quý vị cùng theo dõi. Giá tiêu hiện nay dao động trong khoảng từ 72.000 đến 75.500 đồng một ký, tăng từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký so với tuần trước. Trong đó, hai tỉnh có mức tăng cao nhất là Đắk Lắk và Đắk Nông, tăng 3.000 đồng một ký, giao dịch ở mức 74.000 đồng một ký. Bình Phước và Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận mức tăng tương tự, lần lượt điều chỉnh lên mức 74.500 đồng một ký và 75.500 đồng một ký. Cùng với hồ tiêu, giá cà phê cũng có xu hướng tăng, dao động trong khoảng từ 31.800 đến 34.100 đồng một ký. Cụ thể, tại các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông, giá cà phê tăng 200 đồng một ký, lên khoảng từ 31.800 đồng đến 32.700 đồng một ký.
sau khi tăng 300 đồng một ký. Con tôm và thành phố Hồ Chí Minh lần lượt giao dịch với giá 32.600 đồng một ký và 34.100 đồng một ký. Giá heo hơi tại các tỉnh, thành phố đang giao dịch quanh mức 75.000 đồng một ký. Tại khu vực miền Bắc, thị trường heo hơi hầu như không có nhiều biến động, dao động trong khoảng từ 74.000 đến 76.000 đồng một ký. Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên duy trì mốc 75.000 đồng một ký. Tại miền Nam, nơi cao nhất đạt 77.000 đồng một ký. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 29 tháng 3. Hôm nay, khu vực phía Bắc của tỉnh bao gồm thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía Bắc huyện Xuyên Mộc tiếp tục nắng nóng với mức nhiệt từ 33 đến 35 độ. Thời tiết oi bức và khá ngột ngạt vào thời điểm trưa chiều. Thời điểm này, mọi người nên hạn chế di chuyển ngoài đường và nên bổ sung nước thường xuyên cho cơ thể. Nhiệt độ thấp nhất trên địa bàn tỉnh hôm nay từ 25 đến 27 độ. Nắng mạnh kết hợp với nền nhiệt cao càng khiến không khí trở nên hanh khô, nguy cơ cháy nổ ở mức độ cao, nên người dân cần đặc biệt chú ý. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng, đêm nay trời không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, độ ẩm tương đối 71 đến 76%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng, đêm nay trời không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 77 đến 82%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo duy trì thời tiết tốt, mây thay đổi, ngày có lúc có mưa rào và dông, tầm nhìn xa trên 10 km, trên biển gió đông bắc đến đông cấp 4. Tại Vũng Tàu ngày 29 tháng 3 năm 2021, mực nước cao nhất 405 cm xuất hiện lúc 15 giờ, thấp nhất 110 cm xuất hiện lúc 7 giờ 45 phút. Chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây là khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin chương trình thời sự tiếp theo.